Xin chào ban giám khảo, nhóm tụi con tên là Imposter. Nhóm tụi con đến từ câu lạc bộ Viết Lát. Số báo danh của nhóm con là EX0344. Con tên là Cao Hoài Khang, con là trưởng nhóm. Nhiệm vụ chính của con là lắp ráp và thuyết trình. Con tên là Nguyễn Hoàng Quân, con là thành viên trong nhóm. Nhiệm vụ chính của con là lắp ráp, lập trình. Và đây là mô hình đảo thể thao mạo hiểm của tụi con. Tụi con đã cùng nhau khám phá về những hoạt động trên đảo, bao gồm đua thuyền, tàu lửa siêu tốc, chạy bộ, nhảy bông chi, leo núi, xích đu mạo hiểm, dù lượn và những lợi ích của chúng. Qua những gì tụi con tìm hiểu thì nhóm tụi con đã tạo dựng nên mô hình đảo thể thao mạo hiểm này. Tụi con đã cùng nhau làm việc nhóm, cùng nhau tạo dựng nên mô hình này và cùng nhau làm áp phích. Đây là đoạn lập trình của nhóm tụi con. Đây là đoạn lập trình mô phỏng mô hình tàu lượn siêu tốc. Và đây là mô hình tàu lượn siêu tốc của chúng con tạo ra. Đây là đại lập trình mô phỏng mô hình máy bay trực thăng. Và đây là mô hình máy bay trực thăng của chúng con. Và đây là mô phỏng mô hình dưới nhịp tim của tụi con. Và đây. Sau đây là mô hình của tụi con. Bắt đầu chúng ta sẽ đua thuyền buồm, rồi mua vé tàu lửa siêu tốc. Khi mua vé xong, tàu lửa siêu tốc sẽ chạy qua. Phòng mua vé. Từ phòng mua vé, chúng ta lên cầu thang qua xích đu mạo hiểm, rồi đến kế tiếp là nhảy bông chi. Sau khi nhảy bông chi, chúng ta lên máy bay trực thăng để quay xe hòn đảo và chơi dù lượn. Bị trực thăng, tốc độ siêu tốc, bung gì, xích đu mạo hiểm và mua vé kích treo. Con học được, con được khám phá, lập trình chia sẻ. Cảm ơn ban giám khảo vì đã lắng nghe tụi con. Tụi con là nhóm Imposter. Số báo danh tụi con là EX034.